Teng teng, hàng về các bác ơi. Em bóc tem cho các bác một cái chiếc bếp Rinnai rất là đẹp. Mặt kính full inox, full chức năng cả nhà nhé. Hàng mới về rất là nhiều mẫu mã, nhưng mà em Hương ưu tiên chọn cái mẫu này trước. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hương Mùi Nhật Bãi. Các bác vào xem bếp thì cho em Hương xin một nốt like, một bình luận và một đăng ký kênh ạ. Em Hương sẽ quay sát lại cái chiếc bếp này cho các bác xem nhé. Đây ạ, mặt kim tuyến màu trắng này, kiềng inox này. Đây là họng và bếp đốt của bếp các bác nhé. Các bác nhìn này, rất là đẹp luôn. Cái chiếc bếp này các bác không mua các bác sẽ tiếc đấy ạ. Em Hương nói thật, cả nhà, cả cửa chỉ có một chiếc này thôi mà em Hương quay đầu tiên lên rồi. Đấy, đây cái viền này nó là inox nên nó sẽ rất là chắc chắn. Nhìn cái bếp của mình nó sẽ chắc chắn và nó sẽ rất là đẹp. Chiếc bếp này thì đời cũng khá là cao, đời 2015. Đấy, đời 2015 các bác nhé. Bo viền inox rất đẹp, thành vách đẹp, không có bị sứt sẹo gì. Cái mặt này màu trước của nó là màu nâu cà phê cả nhà nhé. Màu nâu cà phê rất là đẹp, RTS61. RTS61 cả nhà nhé. Bây giờ em sẽ bật bếp và test các tính năng của bếp cho cả nhà theo dõi. Các bác nhìn qua video thì có thể thấy ngọn lửa nó nhỏ đúng không các bác? Nhưng mà nó không nhỏ một chút nào đâu cả nhà nhé. Em Hương sẽ test luôn cái tính năng đó là cạn nước tắt bếp của cái chiếc bếp ga Nhật này, để cho các bác có thể tận mắt nhìn thấy cái bếp ga Nhật nó an toàn và nó tiết kiệm như thế nào. Đây lửa nó xanh, các bác nhìn không thấy ngọn lửa luôn đúng không ạ? Đây cả nhà, rất là đẹp nhá. Các cái tính năng của bếp bên trái này, bếp đánh lửa bằng một đôi pin đại, pin này các bác có thể mua ở cửa hàng tạp hóa hoặc là điện dân dụng. Bác nào mà thấy dùng pin sạc, dùng pin nó hơi tốn pin ấy, thì các bác nói em Hương sẽ bán cho các bác thêm một bộ pin sạc giá là 350 cả nhà nhé. Đây rất là đẹp, tùy chỉnh nhiệt độ chiên rán từ 160 đến 200 độ C. Rồi 5 phút nước sôi, 5 phút nước sôi tắt. Đây là chế độ 3S, các bác ấn và giữ 3 giây giúp em. Đấy, khi nào cái đèn nó sáng hơn, đèn nó sáng lên thì là các bác thấy lửa nó to. Và mình sẽ sử dụng bếp lửa to liên tục trong các món chiên rán hoặc là rang đồ khô. Tiếp theo sang bếp bên phải, đó là các cái tính năng nấu cơm, nấu cháo. Khi mà không chọn được chế độ, các bác tắt đi này. Tại vì mình bật bếp lên nó nóng rồi, các bác sẽ không có chọn được nữa. Đấy, cơm các bác nhé, cơm này, cháo này, rất là dễ thôi. Nếu mà bác nào chưa có dùng quen mà không biết sử dụng ấy, thì các bác nói em Hương chụp cái màn hình dịch lại, em Hương sẽ dịch cho các bác. Đấy, bây giờ không có chọn được nữa. Bếp nóng quá đã tắt luôn rồi các bác nhá. Chưa hơn một phút thôi đúng không ạ? Hơn một phút mà mình rồi hai bếp tắt luôn ạ. Đấy các bác có nghe âm thanh tít tít không ạ? Nhà em Hương hàng mới về nên là khách đến xem cũng rất là nhiều, hơi ồn ào, các bác thông cảm giúp em một chút xíu nhá. Đấy, bác nào mà cứ liên hệ với em này. Ôi em quên, em lại tắt bếp này mất rồi. Thôi em tắt bếp này nhá. Để khi nào hàng về em sẽ gọi các bác đến xem, thì các bác sẽ chọn được cho mình những cái chiếc bếp gọi là ưng ý của mình nhất. Đây, báo 02 là báo khóa ga khi mà tắt bếp các bác nhá. Rồi bây giờ em Hương sẽ tắt cái bếp này đi. Em test lại cái tính năng của bên bếp này để cho cả nhà theo dõi. Em Hương đang có test giờ này. Đây là cái đồng hồ hẹn giờ đây ạ. Tối đa mình có thể hẹn được 90 phút. Tối thiểu là 1 phút cả nhà nhá. Đây các bác thấy không ạ, 1 tiếng rưỡi. Trong 1 tiếng rưỡi này thì mình có thể làm được rất là nhiều việc rồi. Đây bây giờ em tắt đi nhá. Lửa đánh rất là nhanh đúng không? Em sẽ hẹn 1 phút cái bếp trái này đi. Bây giờ bên bếp phải em bếp trái em sẽ test tính năng là gió thổi tắt bếp nhé. Thực sự thì em đang quay video như thế này nhưng mà ở điện thoại ở phía trên màn hình các bác gọi rất là nhiều, tại vì em vừa mới phát trực tiếp xong. Cái video này em quay vào lúc 3 giờ chiều. Đây cái số điện thoại đuôi là 30775. Bác ơi em cũng không biết là bác nào, nhưng mà lát nữa em sẽ gọi lại cho bác sau nhá. Đấy bác đang gọi từ nãy đến giờ mấy cuộc rồi. Đây ạ, đồng hồ báo còn 20 giây và bếp phải sẽ tắt. Còn bên bếp trái thì đã khóa ga khi mà cạn nước, khi mà gió thổi đấy. Rồi bếp cũng đã khóa rồi nhá. Đấy còn 12 giây này, 12 giây thì bếp bên phải sẽ tắt thôi. Các bác đếm ngược cùng em Hương nào. 3, 2, 1, hết giờ. Rồi đồng hồ đã về không cả nhà nhá. Và bếp cũng đã tắt rồi. Đây rất là tuyệt vời đúng không ạ? Tiếp theo là đến cái khay nướng và vị nướng của cái chiếc bếp này. Khay nướng vị nướng đây ạ. Rất là đẹp đúng không cả nhà? Những bác nào mà thích cái dòng bếp có 2 tầng nữa thì các bác đừng bỏ qua chiếc bếp này cả nhà nhé. Rất đẹp, bếp rất đẹp. Đây là phía trong của lò nướng này, hai cái thanh chắn dầu mỡ đây mình có thể tháo ra để lau chùi vệ sinh. Đấy ạ, rất là tuyệt vời. Đây mình ấn xuống các bác nhé, mình ấn xuống và mình giữ một chút xíu.
ngọn lửa xanh dần luôn ạ. Ngọn lửa rất là xanh cả nhà nhá. Mình có thể hẹn tối đa được 15 phút. Đây là cái tùy chỉnh nhiệt độ bằng phím điện tử các bác nhá. Đây, lửa tầng trên, tầng dưới này. Các bác có thể tùy chỉnh cái độ to nhỏ của lửa. Còn cái bên này là nướng tiêu chuẩn thôi. Thế thôi ạ, không có gì cả. Các bác có thể về, em Hương sẽ chụp cái màn hình dịch này và để cho các bác có thể biết là nó mình sử dụng vào cái chế độ nào. Bây giờ em sẽ hẹn 1 phút của cái lò nướng nhá. Đây thì bếp nó vận chuyển nó cũng bị xây xước một chút xíu thôi, nhưng mà nói chung là về tổng quan thì nó vẫn rất đẹp. Hàng bãi thì không có thể tránh khỏi những cái vết chảy xước được các bác ạ. Lửa rất là xanh đúng không? Đây cả nhà nhìn này, rất là đẹp luôn. Khóa trẻ em ở dưới đây ạ. Sau khi nấu xong thì mình khóa lại. Đấy, khóa lại, con nhà mình sẽ không có nghịch vào cái chiếc bếp này nhá. Đây, rất là đẹp các bác ạ. Thành vách cũng đẹp luôn cả nhà. Đây, quay cho các bác xem này. Khi còn 30 giây của bếp nướng hoặc là bếp nấu, nhưng mà cứ hẹn giờ còn 30 giây thì bếp sẽ khóa, bếp sẽ báo tít tít để chuẩn bị khóa ga. Một chiếc bếp rất là đẹp như thế này, em Hương bán với giá là 4,5 triệu các bác nhé. 4,5 triệu thôi, 4,5 triệu là em Hương đã mau ship cho các bác rồi. Cái chiếc bếp này nếu mà các bác ship đi thì nó cũng phải tầm 200.000. Đấy, rất là đẹp. Sắp hết thời gian hẹn giờ rồi, các bác đếm ngược cùng em Hương nào. 3, 2, 1, hết giờ. Rồi, đồng hồ đã về không rồi cả nhà. Phía trong này cũng đã tắt bếp rồi nhé. Sau khi tắt bếp thì cũng sẽ khóa ga luôn. Rất là đẹp. Cửa hàng em tại Triệu Sơn, Thanh Hóa. Bác nào ở gần thì có thể qua cửa hàng em xem hàng các bác nhé. Để tận mắt nhìn thấy bếp và trực tiếp test các cái tính năng của bếp luôn. Đấy, rất là đẹp. Lại có một bác đuôi 9519 ạ. Rồi, em sẽ gọi lại cho các bác luôn bây giờ đây. Rồi, em Hương xin chào tạm biệt tất cả các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của em Hương ạ.